là giáo viên đang trực tiếp dạy môn lịch sử ở khối trung học cơ sở. Thầy Vịnh nắm rõ những thay đổi của chương trình mới. Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, trong toàn cấp trung học cơ sở, môn lịch sử đã trang bị cho học sinh những kiến thức phổ thông, cốt lõi nhất của toàn bộ lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. Chưa lấy ý kiến sâu rộng trong đội ngũ giáo viên cũng như học sinh, dẫn đến là người ta hiểu lầm. Chúng ta học hết một lượt là tiểu học một nắm sơ bản cơ bản rồi, thế sau lên cấp 2 ta học tiếp, lên cấp 3 ta lại học quay trở lại nhưng ở mức độ nâng cao hơn. Là tác giả của sách giáo khoa lịch sử lớp 10 tới đây, tiến sĩ Nguyễn Văn Ninh khẳng định điểm mới của chương trình lần này ở cấp trung học phổ thông là giai đoạn định hướng nghề nghiệp. Các chuyên đề, chủ đề của môn lịch sử ở cấp này là những nội dung có tính chuyên sâu. Có những cái chủ đề nó định hướng nghề nghiệp rất rộng. Điều hôm nay không chỉ là những cái cách thức phương pháp học tập khoa học lịch sử mà nó còn có những cái tri thức khoa học mang tính chuyên sâu. Bên cạnh đó thì cái cuốn số 2 đó là cuốn chuyên đề. Và những chuyên đề này là những chuyên đề rất là mới. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định với cách bố trí như vậy, môn lịch sử bảo đảm đáp ứng được vai trò của giáo dục lịch sử cho học sinh phổ thông. Tuy nhiên, điều mà các chuyên gia lo ngại là từ thiết kế chương trình đến thực tế triển khai sẽ nảy sinh nhiều vấn đề bất cập. Là giảng viên có hàng chục năm dạy sử ở các cấp học khác nhau, thầy Hưởng cho biết tâm lý nhận thức tiếp nhận bộ môn học này ở các lứa tuổi là rất khác nhau. Là cái đội ngũ của học sinh trung học phổ thông mới có nhận thức sâu sắc về lịch sử dân tộc. Thế còn lịch sử của cấp 2, từ lớp 6 cho lớp 9 chỉ là cơ bản theo tiến trình những lựa chọn những sự kiện rất là cô đọng chọn lọc thôi. Chứ các em không thể nào mà phân biệt được những cái sự kiện của dân tộc và cả thế giới mang tính chất là theo định hướng của giáo dục. Là đồng tác giả của sách giáo khoa lịch sử chương trình mới, giáo sư Đỗ Thanh Bình cũng phân tích ở cấp trung học phổ thông có rất nhiều chuyên đề hữu ích, có ý nghĩa giáo dục đối với mọi học sinh mà ở các cấp dưới các em chưa được học. Mà nếu như các cháu không được học đây thì coi như là mất, không được học rất nhiều kiến thức mới như này, hay là cái cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thành một cái chủ đề rất lớn nhưng các cháu không được học, hay là cái vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng tháng Tám, các cháu có được học ở cấp dưới đâu. Các chuyên gia cũng dự báo với tính chất hướng nghiệp thì số học sinh lựa chọn môn lịch sử sẽ là rất ít, bởi hiện nay các nghề nghiệp liên quan đến bộ môn này không nhiều. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa ai tính được sẽ có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm học sinh sẽ được học trọn vẹn bộ môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Lịch sử không làm ra kinh tế như người ta nghĩ, thế nhưng nó là cái nền tảng. Hay là người Việt ta thì có một cái tên riêng của mình, ví dụ là con người, có tổ, có tông, đúng không? Như cây có cội, như sông có nguồn, đặc biệt là Bác Hồ của chúng ta. Bác Hồ chúng ta nói câu rất nổi tiếng mà ai cũng biết là dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Ở đây bác cũng nói là nên hay là cần, mà bác nói là phải biết